là đen rất là biết cái này nha. Ai là lúc mơ nắng cái luôn hỏi chạm chạm mê luôn á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lúc nãy bà bắt ở chỗ này. Có cái ao ở trong này bà thấy bắt luôn. Đúng là đủ cân chị. Một cân nào? Có cân với kinh luộc. Cháu lấy tầm vườn đã 22 rồi cháu vào bán 25. Nó còn già đây này. Nó tóc bạch cất. Già chiên hết rồi, họ còn thu hoạch hết đấy. Nhà chị gái cần nhà thôi. Đang đỏ. Cái này cần mấy tiếng? Cần 20.000 ốc phải hát hết. Chín đấy rồi. Hát hết chín nếu. Hát hết chín nếu không phải là mình cũng mua cũng thế rồi mà. Mua đấy cũng thế rồi mà. Cái này già rồi đấy. Già lắm rồi. Mà có cái là này già này ông hát hát bé mũi vào má đấy vừa này đấy cái nó không cái ít khi này năm này là giá mới ăn một bữa 20 đây này 3 cân bà ở đây cháu mình con xin nhé. Quả xấu đi toàn quả xấu rồi đó. Alo nắng nữa còn nhặt không nhìn nó biết là xấu. Con chỉ lái camera lên này. Con chụp mà mù á. Bỏ chắc. Bắt tiền tiền. Cân tươi rồi này. Cân của chị. Cân nhau. Con đi học đều vào đi, sao lại dạo này làm sao không được á. Bảo đấy 2 cân này, 2 cân thì bà lấy ra. Cái dạo này thì làm thế nào? Đắp hết rồi, còn ý này không? Bà phải bao tiền cân cho? 20 bà. Bỏ hay cháu? Đọc rồi. Bỏ nhé. Cháu xin nhé. Em có ăn mà đây nè. Để nốt nhá chị nhá. Cái gì không? Bữa nè. Không, chim đẻ nó chín lắm. Rồi, nhỏ mở luôn. Chờ tao luôn rồi chị nhá. Còn cái lào nó to ngon đấy. Cái kiểu con ma nhá. Cân 1 kg 1 cân cho chị. Có tiền tí. Cái này là tại hiếu hôm qua mà cả ngoài bộ cũng đang có coi nào. Thể qua thể chắc là nó mặc mắt phải có phải có mắt phải. Nhưng mà bé ông ở đây cho bao nhiêu bạn? Tay đâu uống mà bánh thì nhanh khai. Bánh lạng rồi. Thế rồi. Thế rồi. Đi sau hồ. Bà lấy sang hồ 1 cân hết rồi. Con nói mắt có khao làm bao nhiêu có mử cái này vừa nãy mẹ anh sao con này lấy cái gì đấy? Con này chịu khó rồi. Con này bảo hành mà anh. Tất cả các hãng này có bảo à? Chồng ơi, con này có bớt được ít nào anh? Chị ơi, em lấy hai bộ này. Hốt bàn tuổi nhau thôi. Đầu chuột bao nhiêu đấy chị? 40.000 tất cả. 1 triệu 550.000 mình có cái bộ lực da không? 40.000 chị nhỉ? 40, 80.000. Em về nhé. Đây anh. Mẹ của thượng cháu nhé. Dạ ơi, con dạy như trẻ. Thổng giáo hát như thế nào? Con hát cho mẹ nghe nào. Bông tròn to, tròn to á. Em chơi đi. Em chơi á à? Mệt lắm đấy nhé. Cái này con không chơi được, mẹ lấy về đây làm cửa nhá. Em để chơi nhá. Con không chơi bóng nữa à? Không chơi bóng nữa à? Chơi đâu? Không chơi nữa á? Không bay đâu? Bóng kia á? Em nhá. Đi ra ngoài chơi đi. 4685. Cho mẹ đủ đấy, đảo lên nhé. Dầm đây, dầm đây này. Ui, được. Con bé vẫn kêu đèn, kêu uống. Em ăn ngon, em thật là ngon, em hát đi. Đâu ai nấu. Em uống đi. hồ sữa để đi. Mẹ chị bé. Mắt của chú, đôi mắt của chú. Em nhảy đi, nhảy cho chị xem đi. Nhá. Mặt như là viên kéo. Em nhảy. Mẹ đi. Chị giúp cháu. Giúp cháu. Hát cho mẹ nghe nè. Gì vậy? Cái gì đâu hả? Cái gì hả? Con chơi á? Đây là gì đấy? Hả? Con đi gọi con gà về đi. Con gà cút thôi. Rồi con vịt đấy, con vịt bạc bạc đấy. Em thấy con vịt không? Hả? Em gọi thấy con gà con vịt không? Được. Không thấy à? Chị nhảy nhé em à. Chị chạy nhé. Em à, tối là về nhà đúng không? Tối rồi đấy. Tối rồi về nhà đó. Tối rồi đấy. Đó về nhà đó em à. Đó. Về nhà đi. Thế mẹ nhặt bóng cho con nhé. Đấy, ai bảo con vứt xuống đây hết. Thì con giữ thịt gà bây giờ. Yeah, em ở để chơi nhá. Hả? Múa nào, múa hát cho mẹ nghe nào. Cô dạy em như thế nào đấy? Cô dạy em ba tiếng buổi sáng. Cửa đó mà làm xong đấy. Con xếp ghế vào đi. Cái này này, chuyển lại. Em phải đi. Ngon lắm, con uống đi, con uống đi. Con chim ở kia ấy. Ngon. Con uống đấy, con uống đi con. Được không?